Minh rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ. Quý vị khán giả thân mến, chắc hẳn là quý vị đã từng nghe chuyên gia của chương trình là bác sĩ Vương Khánh Long đã có những phân tích về những khuyết điểm trên sống mũi người Á Đông, trong đó có Việt Nam chúng ta. Chính vì vậy mà chương trình đã dành rất nhiều gói quà tặng nâng mũi dành cho khán giả của chương trình. Và ngay hôm nay, có một khán giả rất là may mắn ngồi bên cạnh Kiều Linh, đó là bạn Kim Thoa đến từ Hậu Giang. Xin chào Kim Thoa. Chào em, chào chị. Hôm nay Kim Thoa sẽ được gặp bàn tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ 2013, đó là bác sĩ Vương Khánh Long, người sẽ trực tiếp tư vấn cho Thoa cũng như là tận tay phẫu thuật cho Thoa. Đây, xin giới thiệu với Thoa, bác sĩ Long. Chào Thoa, chào Kiều Linh. Thoa nè, Thoa có ý định là đi phẫu thuật mũi lâu chưa? Dạ cũng có chị, nhưng mà tại vì công việc quá bận rộn nên em cũng chưa đi làm được. Nè hả? Dạ. Cái mơ ước của Thoa sau khi phẫu thuật xong là sống mũi thiệt cao hay là cũng vừa phải với gương mặt của mình thôi? Dạ em nghĩ là vừa phải thôi chị, tại vì nếu mà cao quá thì nó cũng không có tương xứng với gương mặt của em. Vậy chúc mừng Thoa, tại vì ở đây thì bác sĩ Long ở đây không bao giờ mà muốn làm quá cao cho khách hàng của mình hết. Bác chỉ làm sao mà hài hòa với khuôn mặt mình nhất. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, với cái sống mũi của bạn Thoa đây thì bác sĩ có những cái phân tích gì trên cái sống mũi này ạ? Chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái đặc trưng của sống mũi người Á Đông. Dạ. Cụ thể là người Việt Nam chúng ta. Ừ. Thì cái phần sống á thì nó cũng không có dốc lắm. Dạ. Nó cũng lai lai. Ừ. Như vậy thì để tạo cái độ dốc cho phần sống này thì chúng ta cần nâng cái phần đầu này lên một tí. Thì để tạo một cái độ thoi thoải từ ở dưới này lên thì cũng phải thiết kế một cái sống sao cho nó che lấp được cái chỗ cái gờ xương nhỏ này. Dạ. Cái phần đầu mũi thì cũng được, không đến đổi hở lắm. Nhưng nếu như nó dài một tí xíu nữa thì nó vẫn đẹp hơn. Dạ. Như vậy thì chúng ta kết hợp vừa nâng đầu mũi, kéo dài đầu mũi, nâng cao phần sống này để tạo một cái độ cái thanh thoát cho cái sống mũi. Như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một chiếc mũi đẹp. Dạ, em xin hỏi bác sĩ là nếu mà mình sửa mũi thì mình thời gian mình kéo dài được bao lâu vậy bác sĩ? Ý em hỏi là cái thời gian phẫu thuật á hả? Dạ, cái thời gian mình sửa mũi xong sử dụng hả? Sử dụng, dạ. Thời gian sử dụng. Thông thường một cái nâng mũi như vậy đó, nó lệ thuộc vô cái chất liệu mà chúng ta sẽ có thời gian sử dụng chênh lệch khác nhau một ít. Thí dụ như chúng ta dùng chất liệu tự thân thì cái thời gian sử dụng được hiện nay được xem là dài nhất. Nhưng mà nó cũng không có nghĩa là lệ thuộc hoàn toàn vô chất liệu, mà nó còn lệ thuộc vô nhiều yếu tố khác. Thí dụ như là yếu tố lớn nhất là cái cơ địa của mỗi người, cụ thể là cái tính chất của cái da mũi. Nếu như da mũi dày tốt thì thời gian có thể nói là vô hạn nha. Những trường hợp da mũi mỏng thì cũng có thể khắc phục được bằng cách là chúng ta đặt cái chất nâng mũi đó nằm bên dưới màng xương tới lớp sâu nhất để chúng ta kéo dài cái thời gian sử dụng ra. Nó lệ thuộc vô rất là nhiều yếu tố. Dạ. Chứ không phải một cái yếu tố nào quyết định. Dạ thưa bác sĩ, với sống mũi của Kim Thoa đây thì bác sĩ khuyên là nên sử dụng sụn nhân tạo hay là sụn tự thân ạ? Nhìn sơ qua sống mũi của Kim Thoa thì thấy da nó cũng hơi mỏng. Dạ. Nhưng mà trường hợp này hoàn toàn có thể sử dụng chất liệu nhân tạo được. Dạ. Hoặc nếu chúng ta kỹ lưỡng thì chúng ta sử dụng chất liệu nhân tạo kết hợp với chất liệu tự thân. Dạ. Hai cái kết hợp với nhau thì vẫn tốt, vẫn sử dụng tốt. Dạ em xin hỏi bác sĩ là nếu mà mình để sụn nhân tạo thì là mũi mình khi mà có những cái va chạm hơi mạnh thì nó có dễ bị biến dạng không ạ? Không, hoàn toàn không. Cái mũi nó đạt cái mức độ tự nhiên gần như là mũi thật. Và những cái va chạm, những cái đụng chạm hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày là hoàn toàn không ảnh hưởng đến sống mũi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Xin cảm ơn những tư vấn rất là tận tình của bác sĩ Long. Kim Thoa nè, nãy giờ bác sĩ Long đã tư vấn cho mình rất tận tình vậy, thì bây giờ Kim Thoa có tự tin để bước vào cuộc phẫu thuật chưa? Dạ em rất tự tin vậy. Vậy Kiều Linh xin chúc cho Thoa sau khi được chính bàn tay vàng của bác sĩ Long tận tay phẫu thuật thì Kim Thoa sẽ có một cái sống mũi rất là thanh thoát, rất là đẹp ha. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn Kim Thoa. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ gặp lại bạn Kim Thoa trong tập tiếp theo của chương trình nhé. Kiều Linh luôn cảm ơn quý vị khán giả đã luôn thương yêu và ủng hộ cho chương trình. Đến đây thì Kiều Linh xin chào tạm biệt và chúng ta đến những chuyên mục tiếp theo của Phụ Nữ Chúng Mình.